Kênh Đồ Lính Mỹ xin chào các bác. Hôm nay ngày 31 tháng 10, hôm nay em lên với các bác áo M65 các bác. Áo cũng tiếp tục áo M65 nhưng mà hàng lao động, giá bình dân ha. Và các bác thấy phù hợp được mã nào thì gọi điện hoặc nhắn qua Zalo cho em 0903 145965. Em ship hàng toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán. Rồi em lên nghe các bác. Nói chung là lên hàng lao động nha các bác. Và trước khi em lên lao động thì có hai cái còn đẹp thì em lên hai cái khóa nhôm đời 67. Các bác đợi hàng lao động, em lên hai con này xong em sẽ lên hàng lao động nha. Cái này thì nó còn ok. Cái này thì mang chưa đến nỗi lao động đâu các bác. Cái này size mất tem mà đời 67 nghe các bạn. Đời 66. Không cầu vai. Nhà thầu Alpha Industry. Hợp đồng đầu tiên 4 số của năm 67. Năm 66. Màu thì còn tầm 85% thôi, nó đều màu nha. Nó cũng hơi ngả màu, nó cũng hơi xuống màu nhẹ thôi, nhưng mà nó đều màu nha. Cũng tức là nó hơi xuống màu thì cũng đúng, tức là màu nó theo thời gian thôi chứ còn chưa đến nỗi là bạc lắm nha. Tất nhiên là đã qua sử dụng tạm gọi là xuống màu nhẹ ha. Rồi này, medium hay salmon đây. Rồi ok, này salmon không phải medium đâu các bạn, cảm giác nó rộng rộng thôi. Đợi chút hồi em đo. Cái này chắc kỳ thấy nhỏ nhỏ, medium thì nó lại hơi nhỏ, salmon thì nó hơi to. Rồi chút hồi em sẽ đo. Các bác từ 65 đến 75 kịch. Và cao 1m67 đến 1m76. Đều màu sạch sẽ nha các bác. Và đời 66, 3 tem nha. Cái này thì nó mất hai tem chính, nó còn cái tem hợp đồng thôi. Và hợp đồng của nó là của thằng nhà thầu Alpha Industry. Hợp đồng đầu tiên, hợp đồng 4 số đầu tiên của năm 67 nha các bác. Nó là hợp đồng thứ hai đấy, nhưng mà hợp đồng đầu tiên thì nó 3 số thôi. Cái này hợp đồng thứ hai nó 4 số. 1690 ha, của nhà thầu Alpha Industry. Tem to. Đời 3 tem nha, còn mỗi tem nhỏ thôi. Chỗ này nó rất tem trên nó cũng mất, tem trên mất cái chỗ này giống như cũng bị rách này, nó lấy kim nó vá lại nha các bác. Đây cái này thì bác nào thích đời 66 67 thì chốt con này ha. Khóa con mà răng cá mập nha các bác. Chừng khóa nó bên này thì nó cố định ha, nhưng nó hơi tươi tí dưới này. Này cố định nên nó không ảnh hưởng, còn bên này còn tốt. Bên này còn tốt nha các bạn. Ở dưới hơi sờn nhẹ phía dưới thôi. Rồi răng cá mập luôn nha. Khóa cổ con ma đuôi cá. Khóa cổ con ma luôn nha, đuôi cá quay cổ vải luôn. Rồi nón đầy đủ ha. Em khỏi tôi gỡ nón nó đi mất công. Rồi nói chung là màu này mang bụi bặm nha các bác, nó tầm còn tầm 85% thôi. Nói chung tầm 80-85%. Cứ cho chung đi, em cứ cho chung nó 85 bởi vì nó còn đều màu. Tất nhiên nó có ngả màu nhẹ ha. Nhưng mà bên ngoài là không rách lủng nha các bác. Cái lót hơi sờn các bác nhìn chữ A nè. Chữ A còn ngon ha. Chữ A còn ngon nha các bác, không sờn không rách nha. Nhiều cái hay bị rách, cái này nó sử dụng nhiều nó hay bị rách lắm, nhưng cái này còn ngon. Rồi nếp gấp các bác thấy nó đều luôn, mà nó đến nỗi là cái nếp gấp nó giống như nó hầu như không thấy nha. Tất nhiên là nó có, nhưng mà nó đều màu luôn, cho nên là nhìn cái nếp gấp nó mờ. Rồi bên này cũng vậy, chữ A ngon, nhìn chữ A ngon là thích rồi. Áo sạch sẽ nha các bác, nhìn có chỗ này em thấy nó hơi dưa dưa rồi. Cái lót thì chút hồi em giới thiệu sau. Cái đó cái lót bị tưa.
sạch sẽ các bác. Đây nè, chỗ này nó hơi bị dơ dơ đây tí, này dơ dơ thôi, hơi mờ mờ đây nghe các bác, không biết dính gì, không biết ra không, cái này em không bao ra đâu. Nó mất dây rút dưới này em sẽ luồn vào cho các bác nha, cứ yên tâm là thiếu cái gì em luồn vào cho các bác cái đó. Rồi rồi, lót nó hơi rách nè và hơi bị tư lót nha, cái lót nó tư. Cái này còn, mặc dù cái lót nó hơi tư thôi nha, chứ bên ngoài nó còn ok. Cái này em đạp lại cho các bác nha, nó tuột để em đạp lại cho. Lót bóp đi, và nó là đời xấu xấu nha các bác, đời xấu xấu không cầu vai nha. Rồi nói chung là đời đầu năm 66, đời tức là từ đời năm 65 đến giữa đầu năm 66 thì nó không có cầu vai nha các bác, còn từ giữa năm 66 trở về sau thì nó có cầu vai. Thì hồi trước em có giải thích, các bác nhìn vào cái số hợp đồng là biết có cầu vai hay không ha. Tức là cái hợp đồng 1690, tức là hợp đồng số 1690 ha, là nó không có cầu vai. Và các bác nhìn những cái áo mà đời 66 ba tem nha, mà hợp đồng bốn cái số hợp đồng mà dưới số 3000, dưới 3000 thì nó không có cầu vai, mà trên 3000 thì có cầu vai ha. Cho nên là nhiều cái các bác nhìn vô số dưới 3000 mà có cầu vai thì chắc chắn người ta đổ thêm ha, chắc chắn luôn. Rồi tức là đời đầu nó không cầu vai, sau nó bổ sung thôi, chứ cũng chả có gì là quan trọng đâu các bác. Nhưng mà nhiều bác sẽ thích không cầu vai bởi vì nó lịch sự ha. Chứ còn nhiều bác kêu của sĩ quan nè, nếu mà sĩ quan đời 66 thì sao đời 67 không có sĩ quan đúng không các bác? Lính văn phòng sĩ quan nó cần, nó tức là nếu mà 66 nó không có cầu vai, tại sao 67 68 trở về sau nó không có cầu vai đúng không? Cho nên là nó nói chung là lúc đầu nó ra thì nó bỏ bớt cầu vai, sau thì nó lại bổ sung lại thôi, tóm lại là vậy thôi. Rồi ok các bạn, đều màu sạch sẽ ha, chỉ có một cái dơ tí đây thôi, mặc dù mất tem nha, nó còn một cái tem nhỏ thôi và rách lót rách. Nhưng mà bác nào thích bên ngoài thì không rách nha, sạch sẽ đều màu, mặc dù còn tầm 84% thôi nhưng mà nó đều màu nha các bác. Bụi bặm, bác nào thích bụi bặm và thích đời 66 không cầu vai, đời ba tem, mặc dù nó mất cái hai tem còn một tem này, chốt cho em con này, em bán 2.900.000 ha, 2.900.000. Tất nhiên bây giờ các bác kiếm áo khóa nhôm ha, mà đời 66 67, mà giá này thì tất nhiên nó sẽ còn tương đối thôi, chứ còn nếu mà đẹp hơn giá này sẽ rất là cao nha các bác. Tức là nếu mà kiếm áo đẹp hơn mà đời này thì giá sẽ cao. Cho nên bác nào thích đời 66 67 mà vừa túi tiền thì chốt con này. Tất nhiên nó còn tương đối ha, vai 50 thôi các bác, nó là size small đấy, tay 61.5, nhưng mà em cảm giác nó to hơn small một chút, đúng chính xác vai 50 thôi các bác, nhưng mà em mặc em cảm giác là nó to hơn những cái size small khác một chút nha, và dài 79.5, nó là small regular ha. Nhưng mà nó sẽ to hơn những cái áo đời sau này hơn một chút nha. Cho nên các bác từ 65 đến 75 cân, cao 1m67 đến 1m77 ha, đều màu nha các bác, sạch sẽ, không rách lũng nha. Nếu bên ngoài á, là không rách lũng, chỉ bị dơ tí ngay đây. Cái này thì em không bao ra nhưng mà cũng mệt, còn nó lỗi cái lót thôi. Và bác nào chấp nhận được, mình chốt con này ha. Con này thì mang đi ăn cỏ tốt nha, chứ chưa đến nỗi lao động đâu. Và bác nào thích đời 66 67 chốt con này, theo em là giá hợp lý, tất nhiên là nó có lỗi nha, chứ còn đời 66 67 nó các bác kiếm mà nó lành lặn thì nó đắt đỏ lắm. Và bây giờ cũng hiếm, không, nó cũng ít khó kiếm,
2.900.000, mã số 444 nha. Rồi khi các bác mặc vô là coi như không thấy lỗi gì hết nha, nó chỉ bị cái lót bên trong thôi. Và cái lỗi cái này thì em đạp sơ cho các bác, em đạp cái này lại rồi còn lại ok, còn bên ngoài là đều rồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai, cái này thì đẹp hơn, cái này màu còn 92%, màu còn ok, cái này cũng đời 67 nha các bác, đời 67 cũng có thể đầu năm 68 nha, tại bởi vì quay cổ vải á, phần lớn á, là năm 67 trở về trước ha, và năm 68 thì nó đầu năm 68 nó mới có thôi, còn giữa cuối năm 68 thì nó chuyển sang bằng bố dù rồi, bằng bố rồi, và này nó là đời 67 hoặc đầu năm 68, nhưng mà đời 68 thì cái quay cổ vải nó ít lắm, nhưng mà theo em là năm 67. Các bác nhìn cái chất vải, chất vải thích thích, chất vải ok lắm nha, chất vải này bao phê cho các bác. Rồi còn 92%, khóa con ma luôn các bác, khóa con ma, khóa đuôi cá nha, con ma. Rồi nón đầy đủ, nón là không cần biết có thôi, chứ không nón chắc ít ai xài cho nên chắc cũng không có lỗi gì trong cái nón đâu. Khóa con ma, à khóa Scoville, khóa chính Scoville, khóa cổ con ma nha. Đúng các bạn, khóa chính Scoville, khóa cổ con ma. Màu còn ok lắm. Chân khóa nè các bạn. Chân khóa còn ok ha. Chỗ này nó đính bọ, nó sát mí quá, nó hơi hụt cái này một tí. Chân khóa còn tốt nha các bạn. Ok ha. Ok, cái vải phê lắm các bác. Cái lót cũng vậy nha, cái lót dày dặn lắm. Mất cái tem, nó mất tem ở trên luôn. Cái cổ thì nó hơi dơ, bụi bụi thôi. Về giặt gì mà em sơ cái là mang ra nha. Nó dính bụi mồ hôi thôi. Cái đó thì bao ra. Tem dưới thì còn lủng lẳng nha. Tem dưới còn lủng lẳng nữa nha các bác. Các bác đợi em lên cái này xong em sẽ lên hàng lao động, giá lao động nha. Rồi con này còn ok, nó có vài vết dơ, nó dơ mờ mờ đây nè các bác, cái này mờ thôi, cái này là nó dính sơn các bác, em vò nó ra nó còn mờ mờ, cái này vò chắc một hai lần này chắc hết rồi. Dây trên dây dưới còn đầy đủ ha, nó mờ thôi, cái màu còn phải này phải 93%, 93 khỏe đấy các bác, chỗ này hơi dơ dơ. Đó. Cái này nó còn mờ mờ thôi nha. Mấy cái đó em vò nó ra gần hết rồi đó. Còn nó không bao ra đâu. Cái này em chưa vò nè. Nó dính giống như dính sơn, nhưng mà sơn dạng sơn nước đó. Nó dễ ra hơn. Tức là cái này em sẽ vò cho các bác. Nó còn bớt bớt, nó còn mờ mờ thôi. Một cái áo còn ok, cái chất vải ok nha. Nhưng mà nó vài vết dơ đó thôi. Đây cũng dơ nè. Cái này thì dơ thì các bác phải về giặt thôi. Các bác nhìn cái vải đã, cái sơ vải nữa đây. Rồi chữ A còn ngon nha các bác, nó hơi dơ thôi nha, hơi dơ. Cái này nó bị rớt, nó thay cái miếng màu đen vô. Các bác lấy em thay cái miếng màu cùng màu vô luôn, em gửi cái áo khác em may qua cho các bác. Chữ A còn ngon. Rồi nếp gấp có rồi nha, nếp gấp khá rõ đấy các bác, nhưng mà không sờn không rách ha. Hơi dài dòng tí, cái này thì em lên kỹ hơn chút. Rồi nó dơ dơ vậy thôi, chủ yếu dơ hai bên tay đó thôi, nhưng mà còn lại khá ok nha. Lót rồi không lỗi gì nha các bác, túi trắng nha, và nó là đời 67, cái này đời 67 không phải 68. Rồi ok, cái này nó ghi cái tên gì vô mờ mờ đó. Các bác nhìn cái chất vải đây đã, chất vải ok lắm nha. Rồi bên này mờ mờ hầu như không thấy đâu. Tổng thể còn 93%, có vài cái dơ mờ mờ như em đã báo thôi, và lỗi duy nhất á, là nó mất cái tem trên cổ thôi nha, để em coi sai gì, còn tem dưới vẫn còn nha, các bác lấy đem may lại. Chất vải ok lắm, chất vải đời 67 thì các bác yên tâm. Chân khóa, nhìn cái chân khóa là thích rồi. Rồi bác nào mặc tức là nó mất cái tem cổ thôi, và bác nào chấp nhận được mất cái tem, nhưng mà chuẩn hàng cấp phát cho bác ha. Cái này size medium regular, nó là medium regular nha.
Rồi, bác nào chấp nhận mức tem cổ thì chốt con này. Còn lại tổng thể ok lắm, khóa nhôm đời 67 nha. Rồi. Màu vàng ok lắm các bác. Rồi vài vít dưa mờ mờ như đã báo đây, không mờ đâu. Mờ thôi. Còn màu còn xanh lắm. Nó tức là em đánh giá 93% thì là tổng thể đó, chứ thực tế cái màu nó còn xanh, nó còn ok lắm. Rồi. Hơi tiếc là bị mất cái tem thôi. Bác nào thích đời 67 chốt con này. Cho nên là đời 67 quay cổ bằng vải ha, các bác nhìn là đời 67 quay cổ vải và mở lưng hai lớp nha. Rồi chất vải thì gọi là chất vải thì thôi rồi các bác, chất vải thì ok lắm. Rồi em bán 4 triệu, bốn triệu ba trăm ngàn giá hợp lý, theo em là hợp lý. Mặt tiếc một tí, muốn tiếc một cái là nó mất cái tem thôi, nhưng mà cam kết cho các bác là chuẩn cấp phát đến Mỹ năm 67, vai 51 đời cuối 67 ha, là nó hai tem vuông, còn đời đầu 67 thì nó là tem to. Tay 62.5, tay 62 thôi. Vai này em đo bao nhiêu nữa? Vai 52 rồi, 51.5. Rồi và dài 79 nha các bác. 4.300.000. Mã số 445. Rồi. Đây, túi trắng nha. Túi trắng túi vuông nha các bác. Túi vuông. Đời 67. Màu còn ok, giá 4.300.000. Rồi. Bây giờ em lên hàng lao động nha các bác. Hàng lao động giá gọi là giá giá lao động luôn. Rồi, đầu tiên em lên cái này. Súng màu đều 600.000. Ủa, con này còn ok đấy các bác, đời 85. Phải không? Phải đời 85, cũng chính xác luôn. Thân đồng cổ nhựa các bác. Đề tập tranh, thân đồng cổ nhựa nha. Chuẩn cấp phát lính Mỹ nha các bác. Hàng em bao chuẩn cho các bác nha. Cái nào em báo chuẩn là chuẩn. Đây là 100, đề 85. Hai cái kia thì đề 67, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Cũng phải nhắc lại nhiều khi các bác không. Hàng em đã báo sao thì em sẽ cam kết như vậy nha. Đề 85, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha. Nhà thầu Golden MFG size medium short. Chất lót caro nha, cái màu ở ngoài thì nó bạc, nó xuống màu nhiều rồi, nó bạc màu luôn rồi nghe các bác, nó bạc màu nhưng mà sạch sẽ thôi. Ok, ủ tem gian tem đã các bác. Cái lót ở trong nó làm hai màu nha, nhưng mà không vấn đề, bình thường. Cái này thì bình thường, cái này nguyên vàng tem. Nó chỉ xuống màu thôi. Cái này em bán 700 ngàn nha. 700. Chứ 600 thì 600 thì không được. Bởi vì nó chỉ xuống màu thôi. Nó chỉ xuống màu thôi nghe các bác. Mà cái đời sau này thì cái đời thân đồng cổ nhựa. Cái màu thì nó cũng không có được xanh lắm. Với lại nó cũng xuống màu rồi, nhưng mà nó hơi ngã sang màu xám xám vàng vàng á, tức là hanh hanh đó các bác, cho nó không có hẳn là ô liu ha. Và size cũng đẹp các bác, medium short. Các bác từ 1m6 đến 1m72 và nặng từ 70 đến 82 cân. Nguyên vàng tem, chất lượng và size đẹp nha. Cái này size đẹp, khóa Scoville. Khóa đồng Scoville nha các bác, răng cá mập nha. Còn khóa cổ, khóa nhựa. Ồ, cái này rồi, cái này là lỡ nó 700 em bán 700, chứ đúng ra có thể bán 800 được.
mà thôi 700 cũng được, 700 hợp lý các bác, bởi vì nó có thêm lỗi tí xíu ngay đây, xước xíu ngay đây, các bác thấy không, nó xước xíu, xuống màu đều nha, nhưng mà nó bụi bặm, nhưng mà được cái còn tem còn đầy đủ nha, sạch sẽ nha, nó không dơ nha các bác, nó chỉ xuống màu thôi, nó không dơ bẩn. Và size medium short, bác nào thích phong cách bụi bặm chốt con này đi ăn cổ vẫn được, không chưa đến nỗi lao động đâu. Rồi nói chung là xuống màu và sạch sẽ, không dơ bẩn nha, và nó lỗi một xíu xiu ngay đây như em đã báo đây, đâu rồi đây nghe các bác, ngay cái đầu tay tí tí xíu ngay đây thôi. Rồi còn lại ổn hết, nón còn nha, cổ nhựa nghe các bác, cổ nhựa thân đồng, chân khóa các bác thấy còn ngon, ở dưới hơi tươi nhẹ nhẹ đây, trong đây vẫn còn ngon nha, dây rút trên đây rút dưới đầy đủ, không chỉ là không tuột ở đâu hết nha, ổn hết. Rồi 700 ngàn mã số 446. Bụi bặm đó, và cái size này cũng đẹp đấy, vai 52 tay 60 chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, 585 và dài 75 nha, hợp lý các bác, mặc dù nó xuống màu được, tất nhiên là giá này thì phù hợp ha, giá này thì phù hợp với cái áo. Rồi 700 ngàn. Rồi tiếp theo lên một cái này size gì đây, màu cỏ úa nha các bác, cái này nó cái này lính sân bay nha, cái này lính không quân nha các bác, nhìn bộ tem không quân đây, tem xanh, bữa mấy bác hỏi em cái tem này, nhưng mà em cứ để thôi, em không có tháo đâu, của nó sao em để y vậy. Rồi khóa General, cái này là tem không quân, cái này lính không quân nha, và lính làm việc tại sân bay, thường các bác để ý, thường lính làm ở sân bay thì nó may thêm mấy cái miếng phản quang này ha. Rồi cái này mưa nhìn hình như cũng medium short các bác, thân đồng cổ đồng nha, medium short. Rồi 70 đến 72 đến 83 kg và cao 1m62 đến 1m72. Ok, màu cỏ úa nha các bác. Mấy cái này các bác không thích về có thể tháo ra ha, hoặc có thể để vậy. Tháo ra thì có thể nó sẽ có dấu mờ mờ. Cái này nó tụt chỉ, các bác lấy thì em sẽ đạp lại nha. Cái này nó tụt chỉ thôi, không phải rách đâu nha các bác. Nó tụt cái chỉ thôi. Cái này nó dơ. Đây nè, mấy cái này các bác về giặt giùm em. Còn em bán thì em bán em không bao ra đâu nha, chết rồi. Ủa nãy giờ em quên ta. Nãy giờ nó quay qua hồi nào rồi ta? Nãy giờ nó quay bị quay qua từ hồi nào các bác? Rồi nó bị dơ đây, các bác về giặt giùm em. Khả năng ra nha, nhưng mà em không bao ra hết đâu. Có thể ra 7 phần, em bao ra 7 phần thôi. Ủa, nãy giờ không biết các bác có thấy không? Nãy giờ em quên nghe để ý cái camera nó quay qua góc. Rồi nó có miếng phản quang sau lực, màu cỏ uống nha các bác. Rồi cũng hơi dơ dơ đó, rồi nó hơi dơ vậy thôi. Rồi cái này em bán, ủa cái này cũng còn ok, size medium short nha các bác. Cái này nó tuột chỉ, em đạp nó hơi dơ thôi, về các bác giặt khả năng ra cao. Cái này em bán giá dơ. Rồi 800 ngàn, size medium short nha, chuẩn cấp phát lính Mỹ, nhưng mà nó mất cái tem rồi. Cái này đời 2 tem, khả năng đời 72-73 đấy các bác. Và cái lót nó tuột đây tí, em sẽ đạp lại cho các bác luôn nha. Khóa General, chân khóa còn ok nha, hơi tươi nhẹ nhẹ phía dưới tí. Ủa nãy giờ em quên ha, không biết là cái camera các bác có thấy em không. Nói chung là nó hơi dơ thôi nha,
về các bác chịu khó giặt rồi em bán giá lao động. Đây nè các bác, nó tụt ra. Ủa, các bác tháo ra được nha, nó cũng đồng màu đấy, không, nó không có chênh lệch đâu nha. Đó, về nếu các bác không ưng tháo ra mẹ, nó đồng màu nha, có thể tháo ra nó có dấu mờ mờ không nhiều. Này đời 72 73 đấy, đời hai tem nghe các bác, màu cỏ úa nó hơi dơ thôi, về các bác giặt cái là ổn ha. Này em đạp chỉ lại. Cổ nó dơ. Ồ, rồi, cái này em bán 800 ngàn. Vai 52. Tay 61 nha các bác, chỗ này nó dơ tí ngay đây nè. Cái này thì khả năng không ra đâu nha. Nhưng mà sâu cùi chỏ ha. Nói chung là giá lao động thôi. Nhưng vẫn báo lỗi kỹ cho các bác. Vỡ dài 76 nha. Mã số 447 800 ngàn. Rồi, nãy giờ em quên mất tiêu. Rồi tiếp theo. Ủa, cái này nó dơ dữ. Hàng hôm qua em khui đó các bác. Hôm kia em khui nhưng mà của nó sao rồi em lên lại. Bữa hôm mấy cái đẹp đẹp em lên, còn lại mấy cái này lao động. Nói chung test này khui ra nó không được đẹp. Rồi cái này nó chỉ dơ. Rồi em bán 500 ngàn. Nó dơ lắm. Các bác về giặt thì bạn dơ, nó hơi sờn sờn cái cổ tay này. Dơ nè. Nói chung là em bán giá lao động nha, cho nên các bác cứ cân nhắc ha. Em không có xử lý đâu, về các bác xử lý em. Cái này về mua acetone đó các bác, nước rửa móng tay các bác vò nó ra. Đó, em báo vậy thôi, còn về em không có bao ra đâu. Cái này nó hơi dơ. Cái này em không mặc đâu, nó dơ quá. Về các bác ngâm giặt giùm em thôi, khóa Scoville nha. Nón còn nha các bác, nón còn. Ủa, cái màu nó về giặt là ổn đấy. Về giặt thì màu nó sẽ sạch sẽ, nó sẽ ổn nha. Tất nhiên nó cũng còn tầm dưới 90 thôi. Nếu sau khi các bác giặt nó dơ tầm 80 thôi. 80% á. Cái cổ này các bác. Cái cổ nó dơ lắm. Rồi, hơi sần sần đây tí này. Tem nó cũng bay đâu hết, chữ không biết đời bao nhiêu. Chân khóa hơi tưa nha. Chân khóa hơi tưa nhưng mà vẫn kéo bình thường nha các bác. Để em kéo với các bác xem, nó tưa hết nửa rồi. Lót rách lủng lỗ đây. Rồi khóa Scoville luôn nha, chuẩn có phát đến Mỹ nha các bác. Nói chung nó cũng súng màu, cái vai nó hơi cháy màu hơn chút nha. Hơi cháy màu, nói chung giá lao động 80%. Được cái là không rách nha, nó chỉ rách trong cái lót một lỗ như em đã báo này, ở ngoài nó không rách. Cái cổ tay nó hơi sờn tí. Vai 55, cái này là size lát các bác. Size lát nha. Tay 62. Và dài 78 nha. 77 nha. Cái này có khả năng lắc short hoặc lắc regular. 1m65 đến 1m75 nha. Và nặng từ 80 đến 90 kg. Rồi cái này em bán 450 ngàn đi. 450 cho một con hàng cấp phát, giá hợp lý không các bác? Tất nhiên là hàng lao động nha, cho nên là nó cũng còn như em đã báo thôi, nó cũng có lỗi cho nó không có, nó cũng không có đẹp để như hàng đắt tiền hết, nó phù hợp với giá nhưng mà cũng còn tương đối. Nói chung là như em đã báo ha. Rồi bên ngoài không rách đụng, ok. 450 ngàn. Mã số 448. Rồi dây kéo em kéo rồi còn ok nha. Rồi lên con khóa nhôm luôn các bác. Khóa nhôm, khóa EMA luôn nha. Khóa EMA là của Mỹ. EMA các bác. Khóa EMA của Mỹ đấy các bác, đúng rồi. Made in USA đây. Tất nhiên hàng thương mại thôi nha. Made in USA. Ủa, size small luôn các bác. Của hãng Corin đây. Hãng Corin đây nha. Rồi cái này thương hiệu của Mỹ đó. Thương hiệu này cũng lâu đời đó. Tức là cái thương hiệu nó ra đời năm 43 đó các bác. Nhưng mà nó chỉ may hàng thương mại thôi, nó không ký hợp đồng cho quân đội đâu nha.
và nó là hàng thương mại. Cái này khả năng ra đời thập niên 90. Rồi, và size Salmon, khóa nhôm nha các bác, hàng thương mại, chất vải nó kaki. Độ mới cũng còn khá cao đấy. Hàng thương mại chuẩn Mỹ nha, made in USA. Khóa nhôm nhưng mà nó mạ đồng. Ở ngoài, ở trong vẫn màu nhôm, ở ngoài nó hơi xi lớp đục đồng. Nón còn có đầy đủ nha. Cái nón này nón cũ áo 1443 này các bác. Cái áo này là cái nón này là của M43 nghe, nó may vô đấy các bác. Cái nón này là hàng cấp phát á. Các bác, cái nón này cũng hết đó, cũng 200-300 ngàn rồi đó các bác. 300 ngàn đấy. Cái nón này là chuẩn cấp phát lính Mỹ nghe, của áo M43 đó, là người ta may vô, là cái nón người ta may rời vô nghe các bác. Còn cái áo thì hàng thương mại chuẩn Mỹ size Salmon. Độ mới cao lắm, 95%. Tất nhiên nó hàng thương mại thôi nha. Và bác nào thấy cái dòng này nó lại nối cái tay, cái chữ A nó nối, cái V tay nó nối này. Cũng khá là hay ha. Có tam giác không? Không có tam giác các bác. Nó nối khá là hay. Zin của nó vậy đó nghe các bác. Tất nhiên hàng thương mại thì nó may, cái này nó may nó tương đối sẽ không có giống lắm, do phải hàng cấp phát đâu. Túi rồi thì giống. Ô, size Salmon. Rồi, xấu cái này. Các bác nhìn chân khóa này, cứ ngắt. Khóa nhôm luôn các bác. Cũ đồng ha, cũ khóa đồng. Khóa EMA. Rồi, 62 đến 72 kg. Cao, cái này tương đương Salmon regular các bác. Cao 1m67 đến 1m76. 1m66 đến 1m76. Cái thân, cái tay thì nó không dài, nhưng cái thân các bạn nó hơi dài. Nó tương đương regular. Các bác có thể rút cái dây ha, mình bò lên. Ồ, cái này còn ngon đấy các bác. Mới lắm, cái này mới lắm nghe các bác. 96% đấy. Và chuẩn Mỹ nha, em bán 1,2 triệu. Lưu ý là chuẩn Mỹ, hàng thương mại nha các bác, chứ không phải cấp phát nha. Nhưng mà nó là hàng của Mỹ, size Salmon, made in USA, của hãng Scoring nha. Này còn mới lắm, cũng kiểu dáng y chang cấp phát này. Có cái tay thì nó hơi khác tí, có cầu vai đầy đủ. Mới lắm, 95% trở lên. Không lỗi lầm, không dơ bẩn nha. Rồi, khóa nhôm đấy các bác. Khóa nhôm, tức là bên trong nhôm. Bên ngoài nó hơi mạ, lớp vàng vàng tí thôi. Rồi, vai 51. Vai 50.5, chưa được 51. Tay mà em đo đấy, ngay cái nếp gấp á, nó tầm 60 nha, là ngang cái nếp gấp đó. Cái tay thì tương đương Salmon Shop. Còn cái thân có vẻ nó tương đương regular thôi. Rồi, 77 thôi các bác. Dài 77 cũng không dài đâu, nó ngắn hơn regular đấy. Rồi, nói chung là gần 1m63 đến 1m73 ha. Rồi, 60 đến 72 kg. Ồ, còn mới lắm. 1,200,000, mã số 449, chuẩn Mỹ nha các bác. Hàng thương mại chuẩn Mỹ. Rồi, tiếp theo lên một cái này. Ủa, cái này là độ cũ cao nha. Áo này độ cũ cao nha các bác. Khóa Scoville luôn rồi. Khóa đồng Scoville. Nón còn nha. Rồi, khóa chính, khóa Sevo. Cái khóa có lò xo này em không biết của nào, nhưng mà đời sau này. Đời này chắc đời tắm mấy. Cái này chắc đời tắm 2, tắm 3 vậy đó nghe các bác. Tắm 2, tắm 1, tắm 2. Khóa chính Scoville. Khóa cổ Scoville, khóa chính là khóa rin đó nghe, giống như nó mặc sử dụng lâu nó bạc nó, cái khóa nó cũng bị bạc màu theo đấy. Cái này em bán xuống màu đều, không rách lũng nha. Đồ cũ cao nghe, bán giá lao động. Cái này cũng hàng cấp phát đấy, nhưng mà nó mất tem rồi.
mất tem đây này nghe các bác. Khóa cổ nón đầy đủ, nó xuống màu nhiều lắm rồi, nó bạc phích luôn rồi các bác. Để em coi size gì vậy. Sợ thôi em bán. Cái tay cái sườn em bán 300.000. Em bán bộ dây khóa. Tà le này quá. Thôi cái này khóa nó Scoville nè các bác, chân khóa còn ngon mà. Rồi cái này nó rách rồi, nó rách đây rồi. Sườn nó rách rồi. Em bán 300.000. Em bán cái bộ khóa này các bác. Chân khóa còn ngon nha, cái khóa thì nó bị ngã màu luôn. Nhưng mà chân khóa còn ngon. Các bác về lấy phụ kiện nha, em bán 300.000. Vai size 57 là. Này cũng size lát hay gì, tay số 3. Này không biết các bác á. Này lao động cũng không được. Lao động thì cũng nhưng mà em bán bộ khóa. Rồi, áo mờ số lâu. Bán bộ khóa cái này nó mấy, nói chung đồ cũ cao. Rồi em bán 300.000 thôi, bác nào thấy hợp lý mình chốt nha. Mã số 450, 300.000. Rồi tiếp theo. Rồi em lên một cái. Cái này cũng còn được nè các bác, cái này đi ăn cổ, cái này không phải lao động đâu nha. Khóa Scoville nón còn nha. Nón còn nha các bác. Đầy đủ ha. Khóa Scoville. Nó dính chỉ vô. Chỉ nó dính như đây. Rồi. Size medium long. Medium long nha các bác, đề 75 ha. Bác nào thích đề 75 chốt con này. Nhà thầu Alpha Industry. Rồi lót còn ok. Hơi mày mày chưa hẳn sờn đâu. Rồi dây trên dây dưới còn nha. Còn độ thun tốt này các bác. Con này nó khui ra nó nhăn nhăn đây chứ còn ok đấy. Có điều là medium long nha. Rồi bị một chấm ngay đây. Bị một chấm ngay đây nha các bác. Chứ còn lại màu còn ok. Màu còn khá. Chân khóa. Chân khóa này hơi sần sần 1/3. Sần hết gần nửa nha các bác. Nhưng mà kéo bình thường nha, không vấn đề. Rồi khóa Scoville. Răng cá mập luôn các bác. Rồi khóa cổ đuôi cá luôn. Ủa, cái này cũng sạch sẽ nha. Nhưng mà có bị một chấm đó thôi. Bị chấm đó các bác. Màu còn ok lắm. Cái này các bác phải cao 1m74 trở lên. 1m74 đến 1m85. Rồi và nặng 73 đến 85 kg nha. 73 đến 85 kg. Rồi, cái này nó tuột cái miếng dán em đạp lại cho các bác. Nó tuột lại thôi. Còn lại còn ok ha. Áo còn khá ok đấy, 90% trở lên. Một lỗi duy nhất ngay đây thôi, xíu xiu ngay đây. Nhỏ xíu ngay đây nha, bác nào thấy chấp nhận được mình chốt con này. Cái này còn nó hơi nhăn đây nha, rồi về giặt sơ cái là thẳng. Rồi bác nào chấp nhận được chốt con này em bán 1,5 triệu. Một áo còn ok, một lỗi duy nhất thôi, áo cũng sạch sẽ nha các bác. Một lỗi duy nhất ngay đây thôi, một chấm xíu xiu ngay đây. Bác nào chấp nhận được cái chốt con này ha, em bán 1,5 triệu nha các bác. Màu còn ok lắm, 90% trở lên đấy. Sạch sẽ nó không lỗi lầm. Ngoài trừ một lỗi lầm này thôi. Rồi tem mát còn rõ như thế này. Và đời 75 luôn nha các bác. Size nó hơi dài thôi. 1,500,000. Rồi vai 52. Tay 63. Rồi cái này em bán
1 triệu đặt, em bán 1 triệu đặt. Dài 82 nha. Dài 82. Nó thêm một lỗi nữa các bác. Tay bên này là lỗi em báo rồi nha. Để em kiểm tra cái còn sót ở đâu không. Rồi, hết. Nó thêm một lỗi ngay đây. Phía sau cùi chỏ nghe các bác. Nó lủng lỗ ngay đây, nó nằm ngay cùi chỏ bên tay phải ha. Cái này nó nằm sau cánh tay cho nên là các bác cứ cân đối. Rồi. Lủng phát rớt thêm 1/3 nữa các bác. 1 triệu đồng ha. Mã số 451 em bán 1 triệu đồng. Rồi. Mất ngay thùng bia các bác. Quay tới quay lui nhìn thấy cái lỗ phát mất ngay thùng bia liền. Rồi. Cái này em bán phụ kiện thôi, em bán 500.000, mới lắm. Mà cái này các bác hai tạ. Các bác nào hai tạ không? Cái này size 6X lát này. Nón còn, cái này hàng thương mại thôi, hàng thương mại, nón còn. Cái vải còn mới đó. Ôi sao lỗi luôn rồi, thôi. Rồi em bán. Cái này về các bác sửa lại được. Cái này em bán 300.000. 6X lát này các bác. 6X lát regular. Rồi, Made in China. Hàng thương mại ha, Made in China, cái này của Rutco thì phải. Đây. Rutco nha, thương hiệu của Mỹ đó các bác, nhưng mà nó gia công ở Trung Quốc, size to lắm. Khóa còn đầy đủ. Cái này nó to lắm, nó bự lắm các bác. To lắm nha. Nhưng mà nó rách rồi, nó rách ngay đây nè. Rách ngay đây. Các bác về có thể sửa lại được. Chỗ này nó hơi dơ dơ tí nè. Dính sơn thì vậy. Rồi em bán phụ kiện thôi, dây kéo còn ngon. Bán phụ kiện nên nó to lắm. Đó, bác nào thấy chấp nhận được mình chốt nha, em bán 300.000. Cái này đăng, ví dụ các bác xác định là về lấy, một là lấy phụ kiện, hai là sửa lại mang thôi. Chứ còn chắc không có bác nào to như thế này đâu. Nên em bán giá phụ kiện thôi nha. Cái này mình sửa mình có thể nối lại được. Đó, lấy vải, lấy phụ kiện, lấy dây kéo ha. Rồi, 300.000. Khỏi đo nghe, nó bự lắm. Thôi cứ đo đi. Đo cho các bác nhiều bác cần. Thì có thể bác cần thông số. Vai 65. Tay 73. Dài 93. Mã số 452, 300.000. Hàng thương mại đó nghe các bác. Tiếp theo. Nói chung em lên cho nó hết cái tép hôm qua em khui. Nói chung là cũng có đẹp có xấu các bác, nhưng mà xấu xấu nó nhiều hơn đẹp. Vì lại đặt hàng này thì mình cũng mấy rủi thôi các bác. Với lại giờ thì hàng kiện nó chỉ vậy thôi, chứ còn kiếm đẹp không có đâu. Hàng kiện giờ khui ra kiếm siêu phẩm nó khó, nó không có, hầu như không có. Rồi em lại lên bữa nay sao nhiều size medium short các bác. Lại một con medium short. Size này nó là size bạc đấy các bác. À, size vàng đấy. Small short nó là size kim cương, nhưng mà medium short nó cũng là size vàng đấy. Nói nó hơi hoa mỹ một tí. Nhưng mà không biết dùng từ gì nó diễn tả nó chính xác hơn. Đó, rồi ok ha. 70 đến 82 cân, 1m6 đến 1m72, 1m62 đến 1m72. Màu còn 90%, đều màu. Nó cũng hơi hanh hanh tí. Khóa General. Áo còn ok. Rồi nón đầy đủ. Cái này áo mình mang đi ăn cổ nghe các bác. Cái vải ok lắm. Rồi nếp gấp đây. Nếp gấp là có nếp gấp ha. Chỗ này hơi dưa dưa mờ mờ thôi.
rồi ổn nha, tay ổn sạch sẽ nha các bác. Này hơi bụi bụi dơ dơ mờ thôi, không đáng kể bụi thôi. Rồi thân trước cũng sạch sẽ luôn, nhưng cũng hơi dơ dơ mờ mờ. Cái này hầu như em để gần các bác mới thấy nào, nó hơi dơ dơ dính gì, nhưng mà nó mờ thôi. Rồi bên này cũng vậy, sạch sẽ nha, nó có dấu tháo tem này, nhưng mà không rách nha. Rồi chỗ này cái nút nó có dấu in nút này, khóa General nghe các bác. Chân khóa còn ok ha, hơi sờn sờn cái lớp ngoài nhẹ thôi. Rồi cái lớp lót nó bị rách một tí đây, đây nghe các bác, nó hơi lủng lỗ nghe cái lót. Lót dưới thì còn ok, cũng hơi sờn sờn một tí thôi cái lót. Còn dây rút thì vẫn còn nha, cái nào mất cái dây rút em sẽ gắn lại cho nên các bác yên tâm. Rồi tổng thể còn khá là ổn đó, khá ổn nha. Rồi nói chung là bên ngoài còn ok, màu còn 90%. Một lỗi ở đây thôi là bị ngay cái lót, một lỗi ngay cái lót nha, thì cổ cũng hơi dơ đứt này, về các bác giặt giùm em. Còn lại ok hết. Rồi em bán 2.400.000, 2.400.000 nghe các bác. Và đây quên cái giấy khai sinh của nó đây, size medium short, đời 70, đời 73 các bác, DSA mà, DSA nó 773 chứ. Còn nó giống như số 8 các bác, nhưng mà đời 78 này nó thành DLA rồi, này khả năng 73. 73 thì nó cũng có hai tem và một tem nha các bác. Này đời 73 ha. Size medium short. Rồi. Chính xác là đề 73. Cái số nhìn giống số 8 nhưng mà thực chất nó đề 73, tại bởi vì sang năm 78 là nó DLA này, nó không phải DSA. Và đề 772, 73, 74, 75 ha, nó xen kẽ, có hợp đồng thì nó một tem và có hợp đồng nó hai tem. Nhà thầu sâu xe. Và đây là một tem ha. Size medium short nha các bác, size này nó chỉ có một lỗi ngay đây thôi. Rồi đó, nếu các bác ưng em đắp cho miếng vải nó che lại thôi, bởi nhưng mà bởi vì nó nằm cái lót thôi, nhưng mà một lỗi đó thôi, nhưng mà áo tổng thể còn ok, tức là bên ngoài là ổn nhất nha, nó chỉ lỗi bên trong lót thôi. Và bác nào chấp nhận được với giá 2.400.000 nghe các bác, mã số 453, áo này đi ăn cổ nha, cái này không đi lao động đâu, hơi phí. 2.400.000 hợp lý các bác, hợp lý theo em là hợp lý nha. Có thể có bác sẽ cảm thấy bán đắt và cũng có bác sẽ thấy rẻ ha. Nó chỉ lỗi ngay đây thôi, cho con lại ok chiếc vải của nó đây, chiếc vải đây các bác. Mã số 453, 2.400.000. Rồi em lên một cái áo vải satin này các bác, của hãng Chushubit, made in Ai Cập hả? Egypt, Ai Cập đúng không ta? Made in Egypt này các bác, hình như Ai Cập đúng không? Size của hãng Chushubit luôn. Size large regular. Thương hiệu của Mỹ ha, gia công tại Ai Cập. Rồi, tem mát rõ rồi, lót bóp lên. Vải satin luôn nha các bác. Đây chiếc vải satin màu ô liu đậm nha, cái màu ô liu nhưng mà nó đậm lắm, cái màu nó sậm màu. Đây chiếc satin nha các bác, chiếc vải satin luôn đấy, dày lắm, chiếc vải dày nha, nó dày hơn cả áo cấp phát đấy. Rồi có cả tem đầy đủ, khóa nè các bác, khóa vàng chóe. Rồi xoay lát các bác. Cái này còn ok đấy, màu còn 93.94%, 93.5%. Cái chiếc vải nó dày lắm, vải satin nghe các bác. Rồi, cái áo. Áo còn ok. Tem mát. Bán 99 đồng nha các bác. Family store này, các store bên đó đồ lính nó bán nha. Tất nhiên hàng này đã qua sử dụng nha. Nhưng mà nó kẹp cái tem nó vô.
99 ha, phải 99 đồng không các bác? Phải 99 đô la hay gì đó không biết. Thấy để số 99 không biết phải không? Em cứ để nguyên á, người ta bấm vô này thôi. Rồi, khóa đồng, cái này còn ok lắm. Độ mới cao nha. Độ mới nó phải 94 đấy. 94. Cái màu nó đậm nha, ô liu nó đậm màu. Và chất sa ten nha các bác, chất liệu sa ten ha. Xài lát nhưng mà cảm giác cũng không to lắm đâu. Nó tầm medium regular thôi. Chân khóa còn cứng nhắc đây. Sạch sẽ nha, không một lỗi nhỏ nha các bác. Cái này thì dính gì thôi, cái này giặt bao ra cho các bác. Rồi, nếp gấp rồi. Đây. Cái chất vải dày lắm nha, vải sa ten đấy các bác. Ok ha. Cái này em bao ra nghe, nó dính gì thôi, dính dơ thôi. Rồi, các bác từ 75 đến 85 kg. 75 đến 87 kg cũng được. Và cao 1m65 trở lên. Mét 66 đi, mét 66 đến mét 76. Ok. Con này còn ok đấy các bác. Em bán 1.500.000. Chất vải sa ten luôn nha. Màu đậm nha các bác. Giá hợp lý, tất nhiên nó là hàng thương mại thôi. Nhưng mà chất lượng đấy, kiểu dáng thì y chang hàng M65 cấp phát. Kiểu dáng nha, còn tất nhiên nó là hàng thương mại. Rồi cầu vai ra đây đủ khóa đồng, nó còn ok lắm, không có lỗi, không lầm gì hết nha các bác. 1.500.000. Vai 54, tay chỉ có 58 thôi nha. Vai 54, tay 58, cho nên chắc cao 1m74 đổ lại thôi. Và dài 76 thôi. Nó giống như nó medium short ấy. Nó lớn hơn medium một chút, nên tầm 75 đến 85 kg. Có cả tem luôn. Bên này thì không có. 1.500.000, mã số 454. Rồi tiếp theo, ôi trời ơi, ôi trời ơi, cái này cái lót nó te tua rồi trời. Đi là 100, rồi bao nhiêu, 82 vậy, để 82 các bác, tem nó nhầu rồi. Hàng cấp phát đấy, medium regular nha, còn chữ regular thôi, với chữ M là medium đấy. Lót nó te tua rồi, ui cái này em bán phụ kiện. Rồi bán 300.000. Màu cỏ úa cũng xuống màu đều. Bây giờ úp về giặt. Nói chung em bán lao động. Bác nào à, úp bên ngoài nó không gấp nghe quá. Nó hơi phai chỗ này tí. Chung xuống à, có ở đây. Cái này nó tháo tem, nó may gì vô này các bác, nó tháo ra nó rách mất tiêu. Nè. Rồi khóa cổ, khóa cổ ID nha, khóa chính cũng ID luôn thì phải. Khóa này khóa ID, nó có lò xo các bác. Rồi chân khóa còn tốt nha. Các bác từ 70 đến 82. Và cao 1m7, 1m67 đến 1m76. Một lỗi duy nhất là ngay đây. Nếu bên ngoài nha, bên ngoài một lỗi duy nhất, nó tháo rách đây thôi. Còn bên trong các bác thấy, bên trong là lót te tua luôn rồi nha. Nhưng mà khi các bác mặc vô thì chắc tức là nếu mà mặc vô thì nằm bên trong rồi ha, cũng không sao, tất nhiên nó tất nhiên nó mất thẩm mỹ thôi. Nhưng mà bên ngoài á, về thẩm mỹ bên ngoài thì nó chỉ một cái lỗi ở đây thôi. Các bác về kiếm cái tem may vô nữa là ngon. Ồ, rồi em bán 300.000. Bên ngoài không lỗi nha, ngoại trừ một lỗi này thôi đó. Còn bên trong thì ôi dồi ôi luôn các bác, bên trong thì đó là như cái ban ha, nó dễ rách đấy, đúng nghĩa dễ rách đấy nghe. Em nói đùa thôi, nhưng mà nói đùa thôi nghe các bác. Tất nhiên là nhìn nó như thế, nhưng mà mình bán giá lao động, mình mang không vấn đề.
À, có nhiều bác cái kêu ui hàng giả đất mà không bán giá trên trời đó, nhiều cái đó cho vai 53 cho tay nhai mấy vậy thôi, chứ còn mình mang bác mình mang vẫn ok. Tất nhiên mình mang lao động thì nó có thể chấp nhận được. Tay 60 55 phút rồi và dài 77 nghe các bác. Ô thấy các bác nhìn tổng thể bên ngoài là ổn luôn đấy các bác, cái lót hơi mất cảm tình thôi, còn cái này nó tháo tem này, cái còn màu còn ok đấy, màu nó đều nha, màu hơi hanh hanh, nó tầm 80-85%, 82%, cứ cho lại chung chung vậy đi, chứ còn khá ok. Ôi trời, là mang lao động ok. Một cái nói chung cái này á, các bác thấy mất cảm tình quá, các bác cắt bỏ cái lót vứt đi luôn cho em, mặc một lớp vậy thôi. Em bán 300 này nó đủ bộ khóa. Mã số 455, 300 ngàn. Medium regular nha. $300 này hơi uổng rồi, bởi vì nhìn nó mất cảm tình quá thôi, bán 300 cho thực tế. Các bác cắt bỏ cái lót luôn hoặc ra tiệm cho họ thay cái lót luôn, rồi thành một cái áo đẹp chứ có gì đâu ta. Một cái áo này nói chung em nhìn thấy mức cảm tình em nản quá, em bán 300 chứ thực tế nếu đúng ra 300 thì quá quá phí, quá rẻ các bác. Theo em thôi nha, có nhiều bác vẫn cho là đắt đấy. Rồi em lên một cái nữa. Cái này đẹp, cũng màu còn đẹp, khóa nhựa nghe, đề 86. Salmon is soft các bác. Size salmon is soft. Các bác thấy cái size chưa? Salmon is soft nha. Chuẩn cấp phát đến Mỹ. Ủa, nó ghi cái viết lông tre mất ngay cái chỗ này. Nó là từ 86 đến 592. Tức là từ 586 thì nó thành khóa nhựa hết rồi. Thân nhựa của nhựa nha, các bác thấy cái màu còn ok không? Nhưng mà nó bị đây nè. Nhưng mà size này cũng không bán rẻ đâu, em bán 500 ngàn. Đây nè. Các bác thấy cái màu nó khác, cái màu nó dính gì vô á. Này thì em không bao ra đâu nha. Các bác về giặt ra được thì tốt. Các bác thấy không? Đây nè. Đó. Trước đây một tí nữa nha, cái màu còn xanh lắm, màu còn đẹp lắm nha. Nhưng mà nó bị dính đây nè. Ha, đó, cái này thì cũng mờ thôi, mấy cái này thì chấp nhận được. Như cái tay tí nha, tất nhiên về các bác giặt ra thì tốt, còn không ra thì thôi nha. Đây này em báo không ra đó. Rồi nó dơ dơ đây nữa. Đây đó, hơi dơ thì như hoặc có thể nó dính màu đấy. Tem nó còn này, tem Baker US Air Force nha. Nón còn nha các bác, chuẩn có phát lính Mỹ nha. Đó, tổng thể nó còn ok đấy. Chỗ này nó hơi hoen rỉ một tí đó, vậy thôi. Nhưng mà cái màu còn mới lắm, nhưng mà nó bị đây nè, cái này nó đóng kiện, nó lôi, nó rách mất tiêu, nó bị ma sát các bác. Đây về các bác xử lý cho em, nếu mà nó rách là nó một lỗ, hai lỗ đây nè, chỗ này sờn sờn chưa hẳn rách nha. Đây nữa nè. Rồi em bán 500 ngàn, bác nào thấy hợp lý mình chốt nha. Và cái size này gọi là size về này chỉ có đời sau 580 nó mới có nè nghe các bác. Small is short. Còn từ 579 trở về trước là không có size này đâu, nó chỉ có small short thôi chứ không có small is short nha. Cái này thì hơi dơ, cái này giặt ra. Và giá thì giá này thì chơi được các bác. Nó chỉ đó, nó nói chung nó lỗi như em đã báo ha. Bác nào chấp nhận được thì mình chốt. Em bán 500 ngàn. 500 thì không phải ngợi đâu các bác. Tất nhiên cái này các bác giặt thì nó bay, nếu mà các bác xử lý cái lớp dơ dơ nó bay, cái lớp dơ thì còn 1-2 chấm đó thôi. Và các bác cao 1m55. À 1m52 đến 1m60. 1m63 thôi. Nói chung mét 63 đổ lại và nặng 70 cân đổ lại, 68 70 cân đổ lại ha. Chung từ 58 đến 70 cân. Cái này
này tiếc các bác, này màu còn mới lắm nhưng mà nó bị như đó thôi. Đây là nó bị vậy thôi, tiếc quá các bác ha. Nhưng mà về các bác giặt đi là nó bay cái lớp, các bác xử lý cái lớp dơ dơ này nè, giống hoen rỉ hay dơ gì đó, nó bị ma sát thôi nha. Nó còn lại 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm rồi. Nhưng mà sai vàng, mà sai này sai ụt, sai này sai gì đúng như vậy. Đây em sửa lại giá nha, em bán 600 ngàn, 500 ngàn. 500 hơi tiếc các bác. Mấy cái này sai này kiếm không ra đâu các bác. Bây giờ các bác kiếm mấy cái sai xổ đi sót mà kiếm hàng lành lặng cũng khó nữa. Rồi vai 49.5. Tay 58. Và dài 72 em bán 600.000, 500 không được. Lót lót bóp linh mới, còn mới lắm. Mặc dù nó có lỗi đó thôi nhưng mà theo em giá 600 hợp lý đó, quá hợp lý nha. Rồi ăn tiền là chỗ cái size này đó. Rồi lên cái lao động này nữa. Cái này các bác nó mất cái tay cầm, các bác kiếm cái khoen các bác đeo vô ha. Các bác luồn cái khoen vô, móc vô giùm em nha. Cái này chỉ kiếm cái khoen thôi, hoặc là cái vòng tròn mấy cái móc chìa khóa các bác. Rồi, ôi trời. Rồi các bác thấy một tép em khui ra mà gặp chúng mấy cái này là gọi là gì, dập mỏ các bác. Hàng đẹp thì không thấy bao nhiêu nhưng mà thấy mấy cái này lên là các bác thấy dập mỏ rồi. Các bác thấy cái nào cũng mấy trăm thì coi như các bác biết là kiện này là em lãi hay lỗ rồi đấy các bác. Nhưng mà buôn bán thì nó phải chịu thôi, có lời có lỗ các bác. Lúc lỗ đâu thấy rin, lúc lãi đâu thấy rin đâu đúng không các bác? Cho nên là lỗ cũng không được lên. Ủa, lót te tu nha, cái lót te tu nè. Rồi cái này em bán 300 rồi. Nó te tu thì nó cũng đã te tu rồi đúng không các bác? Nhưng mà cứ bán, các bác thấy có ai bán 10 số 5 giá này không? Tất nhiên nó lỗi rồi, các bác mang lao động đó. Rồi bán 300 ngàn. Ồ, bên ngoài không lỗi nha. Bên ngoài không lỗi nha các bác. Cái bộ dây kéo không gọi là 250. Tức là về các bác lấy cái dây kéo ra nè. Nhưng mà em bán thì mình bán chung thôi, tại về có bắt mặt chứ đâu, các bác đâu lấy dây kéo đâu. Rồi chân khóa em còn khá khá, hơi xù xù dưới nhẹ thôi. Rồi cái chung. Cũng đều màu nữa nha các bác, nó xuống màu đều rồi, xuống màu nhiều rồi nha, gọi là đồ cũ cao đấy nhưng mà nó đều với lại nó không có bị dơ, nó hầu như nó không có vết dơ nào luôn các bác, có vài vết dơ mờ mờ đây. Úi, về các bác bỏ cái lót cho em luôn, tháo vứt cái lót đi, đột mặt lớp màng này thôi ha, không biết sai gì. Rồi vai 49, small nha các bác, size small nha. Tay 62 regular. Ủa, hình như em bán rồi. Vì dài 78. Mặc dù nó te tu thì te tu chứ áo 165 làm gì có giá 300 ngàn không các bác. Đồ nó cũng sờ đây. Tục chỉ đây. Mấy cái này các bác phải tự về đạp nghe, không đạp đâu. Giá này thì không đạp đâu nghe. Rồi thôi, 300 là hợp lý rồi. Rồi small regular 1m67 đến 1m76, 60 đến 72 kg. Áo các bác mặc vô thành một cái áo ngon lành luôn nhé. Súng màu đeo bụi bặm, chuẩn cấp phát lính Mỹ nha, cuối thập niên 70. Rồi một cái lót ở trong mặc vô ai thấy gì đâu, hoặc là các bác bỏ đi thôi. Rồi 300 ngàn. Rồi cho bán như vậy đi, cho nó đi cho nó nhanh cho được. Thấy mấy cái này đấy. Rồi 300 ngàn. Mã số 457 nha các bác.
nó lẫn vô cái áo Hà Lan nha mày, áo phiêu của Hà Lan nha, áo phiêu Hà Lan các bác, màu cũng còn đậm nữa, tay nó hơi sườn, tay nó hơi sườn, màu cũng còn cái chiếc vải ok lắm, khóa nhựa hay ta, này giống như nó may thêm khóa hay ta. Em nhớ cái dòng này nó gài nút chứ đâu có khóa đâu. Ồ, size đẹp luôn các bác. Rồi. 64 đến 74 kg. Cái này là người ta đổ thêm khóa các bác. Này người ta đổ thêm khóa nha, chứ không phải zin của nó, zin của nó là gài nút thôi. Các bác không thích về tháo cái khóa ra ha. Nếu mà các bác gài nút thì có thể nó sẽ rộng hơn chút, gài nút nó ra đây. Nếu mà gài nút thì 65 đến 75. Rồi, cao mét 7 đổ lại các bạn. Ồ, cái này còn ok. Đây, hai đai tay luôn. Rồi cái tay nó hơi sờn tí. Hơi sờn sờn tí nha các bạn. Nhưng mà chất vải ok lắm nha. Chỗ này xước một tí. Rồi, màu cũng còn tầm 90% trở xuống nữa. Màu xanh đậm nha. Đậm ô liu đậm ấy. Rồi cái này bán, rồi em bán 400 ngàn luôn, 400 các bạn. Rồi vai 54, dòng này cái vai nó là to hơn mọi số năm. Tay 58, cái vải chất lắm các bác, vải như vải sa ten. Dài 75. Rồi, lớp trong lớp ngoài vải cùng một loại vải luôn nha. Giá hợp lý các bác, 400 ngàn, mã số 458. Bao nhiêu các bác chích trà nữa rồi, rớt nữa. Cùng tiếng lẻ 7 rồi. Trễ quá. Rồi em lên một cái Islac regular này mới cứng này các bác. Em bán 500 ngàn nha. Này size hơi to. Cái này mới cứng luôn các bác. Bác nào to con không? Để không từ từ em báo giá nha. Khi báo sớm quá là chút lại sửa lại giá mất công, nó lại nói hai lời đúng không các bác. Mình cứ coi cho kỹ mình báo giá. Cái này mới cứng luôn này các bác, này mới 100% luôn á chứ, thiệt đấy các bác, mới cứng luôn á, chưa sử dụng là có nha. Em cứ báo 98% đi, nút đi, nhưng mà size hơi to. Rồi em bán 500 ngàn. Ok, Islac regular, các bác từ 90 đến 110 kg, mới cứng luôn nha, em bán 500 ngàn. Thương hiệu của Mỹ, gia công ở Trung Quốc nha, này của Rodco đây các bác. Đây, thương hiệu Rodco ha. Phiêu Jacket M65. Thương hiệu của Mỹ, gia công tại Trung Quốc nha các bác, made in China, hàng thương mại thôi, size Islac regular, màu ô liu đậm nha. Ô liu nhưng mà nó đậm. Mới lắm, cái này mới cứng luôn các bác, có thể về súng xa nếu mà các bác lấy mua cái áo không. Em bán 500 ngàn. 500 ngàn đồng nha các bác. Rồi cái thước dây thôi. Cái này mới cứng, không có gì để đánh giá. Vai 60. Nó có cả A tay luôn ấy. Tay 66 nữa, khóa đồng có A tay luôn nha các bác. Mới lắm. Đó, bác nào chấp nhận được chốt cái này, nó hơi to thôi. Hoặc là nhiều bác lớn tuổi thích mặc rộng rộng cũng được. Dài 85 nha. 500 ngàn. Mã số 459. Ồ, dài video khá dài ha. Mấy giờ rồi các bác? Em còn mấy cái mà không kịp. Tôi còn cái thương mại này em lên luôn đi. Size Lac Regular, này cũng made in China luôn đấy.
à, made in Korea, Korea nghe các bác. Đây chữ Korea nó cũng mờ mờ. Nhưng mà cũng rất cô luôn. Cũng thương hiệu Rutco đó ha, nó gia công ở nước thứ ba đó. Chứ còn lại là nó cũng là của Hot Rutco hết. Rồi chân khóa còn ngon. Cái này cũng sai lắc regular. Cái này thì đã qua sử dụng nha, cái này còn 95%. Nó cũng giống cái kia thôi, cái màu. Ui giời. Cái này dính gì đấy? Nó ăn kẹo gì dính vô không đây? Đây nè, nó dính gì nghe, về các bác giặt giùm em nghe. Các bác thấy không? Nó dính gì á. Đó, coi như em báo vậy đi. Về các bác giặt nghe, khả năng ra đó. Nhưng mà em cứ bán giá không ra đi nghe, em bán sai lát nha. Nhưng mà size này nó gọn gàng hơn. Rồi size này từ 80 đến 90 kg nè, em bán 450.000. Hơi vô lý luôn, cái kia thì cái kia mới cứng khoảng 500 mà cái này nó dính dơ mà bán 450. Bởi vì cái size kia nó to hơn nghe các bác. Size kia nó to. Rồi cái này thì nó dính dơ cái này nhưng mà khả năng ra cao nha. Nhưng mà em cứ bán giá dơ đi. Cái này cũng 95%, nó chỉ dính dơ đó tí đó thôi. Rồi cao 1m65 đến 1m75. Vai 55. Tay 61. Rồi dài 80 các bác. Rồi em chỉ lên vậy thôi. Nói chung là còn nữa mà lên không hết kìa. Thôi và nói chung là cũng chỉ lên em báo tình trạng áo thì cũng rất là rõ ha. Các bác cứ xem những áo thế nào thì nó y như vậy, sẽ không phát sinh thêm lỗi. Mặc dù nó là hàng giá bình dân nhưng mà em báo cũng kỹ lắm, cho nên các bác yên tâm. Và các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán ha, với đơn hàng dưới 2 triệu ha, dưới đơn hàng trên 2 triệu mà các bác mua lần đầu chịu khó cọc cho em 100.000, còn các bác khách quen thì không cần cọc. Và em cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian theo dõi, và xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo vào tối mai ha. Xin chào.